Dạ. Ai ui, đau, vừa vừa thôi chứ. Được đấy. Mắt chàng câu có gì đấy? Ta làm sao? Ta làm sao hả? Ta có nói gì đâu. Thái độ này cho chừa đi nhé. Làm thì không làm mà lại làm đây. Cái gì đây? Cứ nào đám ông đây. Nhà cửa lau dọn sạch sẽ chưa mà nằm đây ngủ? Sạch rồi, sạch lắm luôn rồi ấy. Vậy sao? Ôi dồi ôi, số ông lại đen như cái màn hình tivi, hỏng rồi. Cho tôi hỏi, mà sao hai tháng này ngày nào bà cũng đấm mắt bên trái của tôi thế? Ồ thế à? Thế này mới chuẩn chứ nè. Ra ngoài người ta hỏi bảo thiếu ngủ chứ không phải vợ đấm. Thời cơ đây chứ đâu. Nào nào, bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Bye bye. Tao vô hình, còn mày thấy tao hết. Vâng. Cửa mở tan hoang đây mà mình lại. Thôi kệ đi. Này, Dương, thằng con rể. Con nói Dượng nghe nè, đã là thằng đàn ông ấy thì không bao giờ phải sợ vợ cả. Thế mà có thằng gãy tay. Con bỏ đầu thế kia. Những vết thương này là hôm qua con bị cây ớt nó ngã vào người, chứ ai dám đánh con. Cây ớt to như này ngã vào người. Ôi trời, mắt Dượng làm sao đấy? Dạo này thức đêm nghiên cứu làm giàu, mua cho mẹ ghẻ con bố chè nên mất ngủ mà. Ui giời ơi, có mà bị mẹ ghẻ đấm thì có gớm làm giàu cơ. Mày nói cái gì? Sợ vợ không có trong từ điển của tao. Riêng mẹ ghẻ, một là một, hai là hai. It's me, nóc nhà. Hảo hán. Rốt rượu, Dượng, đúng là Dượng của con. Nói là phải cũng đét, hiểu không? Uống rượu là phải say. Này. Vợ Dượng này, mặt lại cứ hầm hầm như cái đống thịt bằm ấy nha. Tao không phải mẹ mày à. Động đốc à. Dượng, Dượng bảo trọng nha. Lão già này, vào đây. Từ tôi vào, bà ơi. Bà đừng có hổ với tôi nha, nhớ chưa? Mày còn già mồm à? Sĩ diện này. Sĩ diện. Ông đây đi uống rượu, lần sau cấm bà lèm bèm nha. Bà còn lên giọng với tôi thì đừng có trách. Úi giời, ây dồi. Nói nữa là tôi đấm vỡ mồm bà đây, rõ chưa? Đúng là sĩ diện, sợ vợ thì nói luôn đi, lại còn bốc phét. Bà ơi, Tâm ơi, ta biết lỗi rồi. Cây lão già kia, đừng có về đây nữa nghe chưa. Dượng, con là con không nhịn được nữa rồi Dượng à. Tao cũng thế. Giờ con với Dượng phải vùng lên, vùng lên. Nào, quyết tâm. Quyết tâm. Hả? Một, hai. Ui dồi, các người giờ ta tham gia với ta cũng không chịu nổi nữa rồi. Hả? Lần sau ta nói mà cãi tay đôi thì đừng có trách nhớ chưa hả? Anh xin lỗi vợ, anh biết rồi. Thế có phải nhanh không? Anh biết rồi. Đúng là đồ quỷ cái. Nói gì đấy? Không, anh bảo vợ đáng yêu, vợ xinh, vợ tuyệt vời nhất. Liệu hồn đấy. Phận trai. Kể từ giờ phút này, hiệp hội không sợ vợ chính thức ra đời. Nghiêm, trung bình tớ.
Sau đây là những bài né đòn của các mụ vợ. Hai người tập trung vào nghe chưa? Được, ok Dương. Mạnh lên, đàn ông gì yếu như đàn bà thế? Để ta mạnh vào. Yeah, yeah. Song phi thần dưỡng, ngươi hiểu chưa? Đã hiểu. Được đấy. Khiết liệt đấy. Tiếp theo là bài phản xạ. Được. Để né những chiêu của các mụ vợ. Hiểu chưa? Hiểu à? Rõ. Bắt đầu nha. Ok. Tiếp này. Ra đây. Đón khen cho hai người. Hai người quả là... Sao ông? Đấy là những tình huống bất ngờ. Các mụ vợ mưu mô xảo quyệt lắm. Chúng ta phải đề phòng. Hiểu rồi. Còn bây giờ thì vùng lên, vùng lên, vùng lên. Để mẹ nói cho bà nghe nè. Cái lão già nhà mẹ không bao giờ dám cãi lại một câu nhé. Nhà con cũng chả khác gì. Con chất cơ nhà tôi mà nói một câu thì biết tay. Thư khiêu chiến. Chữ của thằng Hoàng nhà mày đúng không? Vâng ạ. Loan, Loan hết rồi. Đông đủ nha. Mấy mụ già kia, bọn ta đã chuẩn bị hết rồi. Lại đây. Đã thế thì lên. Tưởng gì mấy cái bài này á mới. Hóa ra cái bọn mất nết này đã chuẩn bị sẵn. Đã thế thì Dượng ơi, bài này chúng ta chưa không? Thôi, tùy cơ ứng biến con ạ. Vào đi. Xông lên. Lão già chết tiệt này đã đi chơi rồi, lại còn tụ tập này. Hỏng rồi. Tấm vùng nữa đi. Liêu hồn đây. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng à. Nãy to tiếng lắm cơ mà, oai lắm cơ mà. Thế sao giờ yếu hết rồi hả? Bọn ta biết rồi, lần sau bọn ta không dám nữa. Không đâu, dám nữa. Tao đi. Thật đấy. Đọc to rõ ràng khẩu hiệu. Cuộc đời này là của vợ. Thời gian này là của vợ. Tất cả là của vợ. Ai là nhất thì... Vợ là nhất. Đi. Đó. Một, hai, một, hai. Ma quỷ phương nào, mau hiện nguyên hình đi. Người đâu, mau ra đi. Là ta, mau mang viên ngọc ra đây. Được lắm. Người dám cướp sức mạnh của ta sao? Mau chết đi. Ông nghĩ ta không đánh bại được ông à? Đồ độc ác. Búp bê, ta sẽ không để người đạt được sức mạnh đó đâu. Trốn vào đây đã. Đâu rồi? Trốn hả? Ủa? Sao không thấy ta? À, hay đấy. Vừa thấy đây mà trốn nhanh hơn cả lương nữa. Bà, đừng có để tôi bắt được bà nhé. Cô Củ Hành à, mà kỳ bò thế. Tao nguyền rủa nhà mày nha. Năm nay mùa vụ không được cái gì. Chuột cắn hỏng hết hành. Chua thế. Mày có nước chấm. Phải xem ai phù hợp với thí nghiệm của ta. Là mẹ ghẻ à? Do bà tự nộp mạng đấy nha.
Ôi trời ơi, cái gì mà trôi vào cổ họng thế này? Thuộc hạ của ta. Chủ nhân, ngươi mau đi thu thập những linh khí về đây cho ta. Vâng. Trên đất dòng mình trồng khoai lang à, à, con mẹ ghẻ kia, ăn trộm của ta hả? Cái con mụ gì ghẻ này, bà đã ăn trộm lại còn gầm lên với tôi nữa à? Ây à, cái bà kia, bà làm gì đây? Đừng làm hại tôi, đừng, búp bê. Chết đi. Bà làm tốt lắm, để ta thưởng cho ngươi nha. Từ nay ngươi đã tăng thêm sức mạnh và hãy đi làm tiếp nhiệm vụ của mình đi. Rõ, thưa chủ nhân. Tốt lắm. Để ta xem giờ còn ai có thể đánh bại ta được nữa. Khôn hồn thì trả viên ngọc này cho ta. Thế thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Mau giao viên ngọc lại cho ta. Chán quá. Hoàng thượng, ta đố ngươi biết mẹ ghẻ ở đâu đấy. Ôi giời, thế còn lại đố cho dượng biết nha. Tấm nhà con ở đâu đấy? Đang chán đây. Này, mày hỏi đánh đố tao đây à? Con là con đang bực đấy nha. Ở nhà chẳng có ai nấu cơm đây. Ui, không biết là hai mẹ con nhà này rủ nhau đi đâu mày nha. Đi đâu còn lâu mới biết, mà nói thì đã biết rồi. À, hay con với dượng đi nhậu đi. Dạ chết đi kia thầy. Đi. Bây giờ ngươi có đòi sức mạnh nữa không? Mình ra quán bia nha. Mỗi người một chai. Tội bến luôn. Tội bến. Còn... ồ, gì đây? Dương. Này, cái dáng ấy quen thế nha. Kia có phải mẹ ghẻ không hay mắt con bị hoa nha? Này, với cái vòng eo 91 kia, không lệch đi đâu được. Đúng mẹ ghẻ rồi. Nhưng mà sao lại tóc hồng tóc đỏ thế kia nha? Mà lại đi giao du với búp bê nữa. Dượng xem thế nào đi. Với. Mau lên giết chúng. Vâng. Ui, Dượng ơi. Hả? Có gì đó sai sai. Dám chạy sao? Mệt quá. Dượng ơi. Sao mẹ ghẻ làm sao nha? Tao mà biết được, tao không hỏi mày. Nhưng mà cái ông đầu trắng lúc nãy chắc chắn là ông biết. Đúng rồi. Chỉ cần tìm được cái gã đầu bạc đó là khả năng giải cứu được ấy. Nhưng Dượng biết là ông ấy ở đâu không? Ở đâu nữa? Đây. My name is Bud, chứ không phải là gã đầu bạc. Này, thế vợ ta nó bị làm sao đấy ông? Bà ấy bị búp bê khống chế rồi. Bảo sao? Giờ phải làm thế nào hả ông? Ngươi có muốn cứu vợ không? Tất nhiên là có rồi. Bằng mọi giá chứ. Kể cả hy sinh. Hy sinh cơ à? Không phải nói nhiều nữa. Dượng đồng ý. Ui rồi. Này, thằng này, tao đâu quyết định đâu mà mày. Nào, bây giờ đã là vợ mình thì dù cho lên núi đao xuống biển lửa mình cũng phải đi giải cứu. Đúng rồi. Biết chưa hả? Thế mới là đàn ông. Vậy thì bắt đầu thôi. Gì đây? Dượng ơi, Dượng. Cái gì đây? Giờ chỉ có ngươi mới giúp mẹ ghẻ trở về bình thường được thôi. Trông cậy vào ngươi đây. Rõ. Ok rồi. Đi đi. Liệu có thua không? Yên tâm đi. Giờ chủ nhân muốn ta làm gì nữa đây? Ngươi phải dừng lại. Ông còn chưa sợ chết sao? Lên. Rõ. Lần này các ngươi không có cửa đâu. Lên đi. Người băng sao? Mẹ ghẻ, nàng không nhớ tao sao? Nhớ nhung gì tầm này. Lên. Dạ. Hãy hạ gục hắn đi. Mau lên. Cố lên. Cố lên đi. Vậy thì ta giúp ngươi một tay. Yeah.
đứng lên cho ta. Mày dám bắt nạt mẹ ghẻ tao á? Ngươi định làm gì? Làm gì à? Chủ mẹ nhân. Ghẻ, anh đây. Chủ nhân. Mẹ ghẻ, tỉnh lại đi. Thả ta ra. Là anh đi mà. Bây giờ bà ta chưa nhớ được đâu. Để ta. Mẹ ghẻ, thả ta ra. Kìa, đằng sau rồi. Hey. Quá đẹp. Mẹ, đằng sau rồi. Ôi giời, mẹ sao rồi? Sao ta lại ở đây thế này? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Mẹ ghẻ. Cái ông kia, ai cho nhuộm tóc kiểu này? Ai mới cứu được bà đấy? Xong nhiệm vụ rồi, ta đi đây. Sứ mệnh của các người là hãy giúp đỡ những người lương thiện nha. Vâng ông ơi. Ủa, ông đi có lửa này. Ôi, là băng, vô bằng, vô bằng. Này, dạ có gì cả thế. Đi về ông. Đi bà. Đừng hòng chạy thoát. Tưởng mình có thể chạy thoát khỏi ta sao? Ngươi tưởng bắt được ta mà dễ sao? Đừng hòng chạy thoát. Đồ độc ác nhà ngươi. Không, không. Để ta xem ngươi thoát khỏi đây kiểu gì. Biến đi. Đừng mong trở lại rồi làm việc xấu nữa. Nom cái bản đồ này còn thấy không uy tín gì cả. Mẹ có chắc trong này có kho báu thật không đấy? Chắc chắn. Vừa sáng nay mẹ ra chợ Đồng Xuân, người ta bảo đây có kho báu thật mỹ. Cứ yên tâm, mẹ đi cẩn thận đấy. Này, vòng vòng thế này là khúc cua. Dốt. Thấy cây dừa không? Phải đi qua cây dừa này. Mãi chả thấy cái gì. Ồ, có kho báu hả mẹ? Wow. Chân mẹ có đẹp không con? Mẹ cứ trêu con. Mẹ chỉ đùa tí cho giảm bớt căng thẳng. Làm gì con chả đi với mẹ nữa. Thôi kệ mày. Ú là trời. Cái gì thế mẹ? Gì đấy mẹ? Tìm được kho báu rồi à? Không. Cây này có lá nè con. Cây này có lá nè con. Cây nào chẳng có lá. Trời ơi, mất làm việc của con. Cây kia làm gì có lá. Đâu được. Hoàng, Hoàng ơi, ra đây. Đừng hòng lừa được con lần nữa. Bảo cầu đi. Đâu, cái gì? Nhìn kìa, kho báu đây. Kho báu thật. Rung rung lắc lắc, như nó bảo mẹ con mình mở ra đấy. Mở luôn mẹ. Ấy, bình tĩnh, không phải rung, cứ để anh. Mẹ, 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 kho báu mà mẹ nói đây hả? Chú Mia, chú Mia, mẹ ơi chạy nhanh lên. Tao già rồi tao không chạy nổi nữa. Mình phải nghĩ cách. Cách gì mẹ? Cách đi, thì mày phải bỏ cái mặt mình ra, mày cứ dí vào cổ con. Dí bao giờ đâu, phải là con mày đang... Ôi trời, mẹ ơi. Mày đi thẳng đi, mày lùi lại theo tao làm gì? Ui, Hoàng ơi, cứu mẹ. Còn răng nữa đâu mà cắn. Đây này, chỗ này nhiều máu này, cắn đi. Đây đấy, chỗ này này. Đó, đó, cắn, 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 cắn. Trời ơi, có được đâu. Ôi dồi, ai, ai, đau, 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 đau. Bỏ ra. Ây. Thịt ngon, thịt ngon. Hả, à, mẹ. Ui. À, tao giống mày rồi. Thôi xong rồi. Mẹ ghẻ. Chui đây chắc không thấy đâu.
lạy trời, đừng phát hiện ra con nha. Nó đâu rồi? Đừng hỏi ta. Đừng lại gần ta, tha cho ta đi mà. Tao ngửi thấy mùi đó ở trong đây rồi. Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn. Hay vô, hay à, hay vô. Cái gì vậy? Ai à? Chuẩn bị ném nha. 2, 3. Trời đất, sao quay cuồng thế này? Lên kiểm tra đi. Ôi, sao chóng mặt thế nhờ? Chủ nhân. Wow, 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 wow. Làm tốt lắm. Dạ, thưa chủ nhân. Ê, 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 đói. Ông, ông, ông. Các người đói sao? Ta sẽ lấy thịt cho các người ăn. Ăn đi. Đừng mà. Cắn nó đi. Rau ngô. Hết sảy luôn. Là zombie, sao lại ăn rau? Người phải ăn thịt. Bọn ta ăn rau cho nó xanh ruột. Nhất định các ngươi phải ăn thịt. Tự nhiên cây tốt tươi ghê, cỏ mọc sùm. Mẹ ơi. Không, ăn chay ngon hơn. Anh Hoàng, mẹ ghê. Ôi, ta nói các ngươi không nghe. Đúng là ai? Chủ nhân, mau đuổi theo. Ngon vậy. Có điều gì đang xảy ra gần đây nè? Đây, làm gì mà vội thế? Pháp sư, giúp ta với. Pháp sư, cứu tôi với. Bảo sao, lũ yêu quái này, ta đã có linh cảm xấu rồi. Cô hãy ở đây, đợi ta. Cô giỏi thì vào đây. Rau, hết rau rồi. Rau, ăn rau. Rau cái gì mà rau, mau giết nó đi. Wow, tuyệt vời. Các người còn cười được à? Mau sắp lên, lên. Dạ. Chúng mày vào đây. Ây à, ui. Ây ô, có sao đâu? Nó đánh mông tao đâu? Đừng lại thả anh Hoàng với mẹ ghẻ. Muốn chết thì vào đây. Pháp sư cũng sẽ phải chết thôi. Ui dồi, không ngon bằng đâu. Chán chết. Cầm lấy. Cái gì đây trời? Rau, rau dậy đây, mau cho chúng uống đi. Rau. Để ta. Mau uống đi. Rau, rau, rau. Sao mình lại ở đây? Vẫn an toàn Hoàng ạ. Được đấy, cái tên này ở đâu ra đây? Ông là ai đấy? Cao quá, đừng thấp xuống. Đỉnh cao hơn cả mua. Đi về, đi về, đi về. Tấm kìa.